Mai Vàng núi Bà Tây Ninh. Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Một lần nữa xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là cái những cây mai suy, bỏ cành, bệnh yếu thì mình xử lý như thế nào. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và có những ngày hôm qua có những anh em bình luận trên cái phần Zalo về vấn đề cái cây nó bị quỷ cành chi. Thì nó có những cái mà tôi cần chia sẻ đây để bổ sung thêm và xử lý như sao. Thì hôm nay tôi sẽ đưa ra ba cái vấn đề cây mai nó bị suy và quỷ cành, nó rất quan trọng nha các bạn. Tôi đã chia sẻ hàng năm, tôi đã chia sẻ rồi, nhưng hiện nay có một số bạn chắc mới chơi mai nó đã bị lặp lại. Thì bây giờ cái cách như thế nào thì bây giờ tôi chia sẻ trước những cái phần mà nó bị quỷ cành. Có các bạn bình luận vậy: cây mai sau khi chơi bông tết đem ra thì nó khô cành. Hỏi tôi là cái cây mai này do nó mang bông nhiều hay là sao? Thì giờ tôi trả lời từ phần nha. Cây mai này nó đã bị hư từ trước, chứ không phải từ hôm tết đem ra nay thì mình chưa bao giờ mình thấy cái hiện tượng đó hết. Tôi chia sẻ các bạn hỏi câu đó ha. Đe cây mai chơi bông tết xong nó vẫn có bông, đem ra thì nó có khô một số cành chi. Thì các bạn hỏi là lý do tại sao, thì tôi nói cái này nó đã bị từ trước, chứ không phải là trong cái giai đoạn các bạn vừa chơi đem ra bị liền là một cái. Tôi chia sẻ cái thứ hai. Có các bạn cũng nói là bây giờ cái cây đó, cây nó lớn nuôi lâu năm bị quỷ cành là các bạn, nhưng mà các bạn có bể ổ sung là đậy rơm. Đó, cái chỗ này là tôi muốn chia sẻ các bạn nè. Đậy cái rơm á, các bạn nghe cho kỹ nha. Hôm mấy cái năm trước tôi có chia sẻ vấn đề rơm. Đậy ở trên này nè, nó bị là ngộp rễ. Ngộp rễ thì có những các bạn không đồng tình và phản đối rất dữ dội. Nhưng tôi nói các bạn nè, đậy ít thì được. Cái này nó cũng không phải nguyên nhân, nhưng mà nó sẽ suy cây đó. Rồi từ từ nó quỷ cành, mình phải bắt đầu từ cái bệnh, mình phải nói đến cái bộ rễ. Và làm sao các bạn? Các bạn đậy rơm, đúng không? Tôi nói các bạn, cái rễ nó có thở không? Rễ cám thở, nó trao đổi chất với oxy, nó rút oxy từ cái bộ rễ ở trên, nó vẫn trao đổi chất, hấp thu oxy ở dưới, đúng không? Nó vẫn trao đổi chất, nó vẫn hút oxy, thở. Do đó nên tôi nói các bạn nè, thường tôi nuôi cây mai nè, tôi ít có khi nào đẩy nữa. Nó tự nó quỷ không sao hết trơn, nó sanh ra rồi nó quỷ mấy cái này từ từ nè, cái nào ở trên đâu, nhưng mà ở dưới này nè. Hồi đó tôi nói các bạn, thường tôi nuôi á, đây nè, cái này là cái dấu cũ nè các bạn, cái rễ cám nó phải lòng phòng vậy nè, cái cách của tôi ha. Rồi các bạn đậy rơm, tại sao cây mai bị suy? Các bạn đậy quá dày, đúng không? Khi các bạn đậy á thì cái rơm này nó còn xốp, đúng không? Nó còn xốp, nó thở được. Qua nếu các bạn đậy dày quá nha, cái này là tôi bị phản ứng nè. Nếu mà các bạn đậy sơ vậy á, mỏng vậy, lớp mỏng vậy thì không có gì hết, nó không sao. Nhưng các bạn đậy, các bạn làm nông nghiệp mà đậy quá dày, lên dày, thí dụ dày, các bạn nắng à, bảo quản bộ rễ đầy dày, đúng không? Cao vậy nè, nó lâu ngày á, khi nó mục á các bạn, nó không bị liền, nhưng mà một vài tháng sau nó mục, nó đè xuống, nó làm như một chất dày nhầy, nó che hết cái bộ rễ, nó không cho bộ rễ thở nữa. Thì cái cây mai này nó không chết liền, nó một, nó suy từ từ. Các bạn nuôi hoài thấy thật, cây mai nó suy, nó yếu từ từ, môi ra giùm tôi, môi hết ra, để cái mặt nó lơ thơ vậy.
cho nó có hơi rễ gì để nó thở. Rồi cái đó là thằng con của một anh bạn nữa, ngày hôm qua có vô cái giường của tôi, hai anh bạn vô cái giường của tôi chơi, thì anh bạn đó cũng có chơi mai, thì anh bạn cây mai nó cũng bị sao, tại sao nó yếu dần. Cái này quan trọng nè, thì anh bạn nó nói vậy, anh bạn trồng cây mai rất lớn, khi chơi mai xong anh bạn mua 4-5 bao giá thể ra, tôi nói thí dụ này thôi, 4-5 bao giá thể, giá thể mà sơ dừa vỏ trấu, các bạn đổ dòng lên này, mỗi năm chơi xong đổ lên, đổ thì được nhưng mà đổ mỏng vậy thôi, vậy thôi. Anh bạn nghe bạn nói một cái gốc về đổ 4-5 bao vậy đó, như vậy thì gì, nó phủ vậy nè, thì dưới tay tụi nè, mới không sao, lâu ngày nó cũng vậy, khi mà nó chặt chẽ rồi á, mới đầu nó xốp, sau khi nó chặt chẽ rồi nó làm ngợp cái bộ rễ mình môi ra. Đó là ba trường hợp, đúng không các bạn, ba trường hợp tôi chia sẻ các bạn cần làm liền để cứu cây mai nó thở chứ. Tôi thì tôi nuôi vậy, còn các bạn sao tôi không biết ha. Thường các bạn nuôi á nè, các bạn thấy tôi lúc nào nó có rễ nè, thường các bạn nuôi đậy vậy nè, sợ không được. Tôi thường tôi nâng lên và có cái vỏ này, các bạn thấy nè, cái đế cổ, cái mặt cũ đất nè, tôi nâng cái này lên, đưa lên để gì, mình chứa nước, và sau thời gian nó sụp xuống là vừa, sụp xuống là vừa, thì Tết năm sau cái mặt này nè, đây nè, bây giờ về cao nó nè, nhưng mà một năm một thôi thì nó bằng cái mặt này rồi, đúng không các bạn. Giữ cái bộ rễ sao cho nó nằm phơi phới trên. Rồi đó là những cây mai bị hư, còn bây giờ xử lý nè, đem vô mát, những cái cây mai suy, cây mai bệnh, nắng này nó chịu cũng nổi, cho nặng treo mát nhẹ rồi biết sao. Và ba cái loại phân, tôi xin nhắc ha, các bạn cũng lầm ha, rót humic và trichoderma, ba loại này là gì, nó toàn là nó đồng ý, nó kích rễ nhưng mà kích bằng hữu cơ, nó rất nhẹ các bạn, nhẹ ha, nó không ảnh hưởng hết. Tôi nói là một tháng rải ba thứ một lần, một cái muỗng ăn, xin lỗi, cái muỗng cà phê đá đó dung lên, cứ rải về cho tôi ba thứ luôn, mỗi một thứ là một muỗng cà phê đá, và một tháng hoặc một tháng rưỡi rải là nó không ảnh, nó không nằm ở trong cái định kỳ phân, chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3 tôi bón, nó riêng. Cứ một tháng rưỡi các bạn rải một lần, hoặc một tháng các bạn rải một lần, một loại humic, một muỗng cà phê đá rót, một muỗng cà phê đá trichoderma cà phê đá, đó là cái cách tôi dưỡng đó. Cái tại vì sao, cái này là cái loại hữu cơ, nó điều chỉnh cái xốp đất, và nó điều chỉnh cái lượng phân ở trong gốc, và nó cũng kích rễ nhưng kích rễ bằng hữu cơ. Tôi không tránh, cái này là phục hồi ha, cách đó ha, để những cái hóa học bị sao, khi cái cây nó bệnh thì ảnh hưởng tới gì các bạn, rễ, mà cái rễ nó bị ảnh hưởng rồi thì nó ăn cái gì, các bạn càng đưa càng chết, đúng không. Đưa cái hóa học được, đưa thiết là loãng, cũng như N3M hoặc là thằng Atunit, loãng thiệt là loãng, một lần thôi, chờ nó ra. Còn các bạn không biết, mà cái đó tôi cũng không vô nữa, vô là phải thiệt loãng, bởi vì nó thuộc thành phần hóa học. Khi cái cây mai bệnh thì mình phải nói tới cái bộ rễ, đúng không. Cây mai bệnh thì các bạn phải nhìn nhận là cái bộ rễ nó yếu, mà bộ rễ nó yếu nó ăn không nổi, mình đưa vô, vô tình mình hại nó. Còn những bạn mới chơi mai, thấy cây mai yếu, bỏ phân nhiều luôn, cây mai mạnh, bỏ ít, bỏ một muỗng, tôi nói thí dụ ha, cây mai yếu, để vô hai muỗng cho nó mau phục hồi, chết ngay, càng để càng chết, càng xịt càng chết. Do đó nên đây là cái cách của tôi, thì tùy các bạn ha, nhưng, thì bây giờ tôi nói các bạn là những cái loại đó, bây giờ ba cái trường hợp trên, đúng không? Còn cái những cái cành
mà nó bị quỷ rồi, các bạn cắt bỏ đi. Khi các bạn cắt ra, các bạn thấy nó trong dưng như này, như cái tủy xương người ta có cái tủy gì đó, nó nằm ở giữa, nó có cái đốm đen, thì cái đó nó hư, không phục hồi được. Những cây mai mà nó đã chết rồi, nó không, nhiều khi nó chết nữa vậy thì các bạn để xài khô nữa vậy nè, nó còn ở dưới phần này, nó lâu chết lắm, nó vẫn có bông bình thường, nhưng mà nó quỷ từ từ thôi, để xài. Còn những cái cây mà nó khô hẳn, ha, cái đọt nó không ra, cắt bỏ. Khi các bạn cắt, có cái tủy á, tôi nói đại đi ha, nó có mầm đen ở trong này, màu đen, thì cây mai đó thì phải chịu các bạn ơi. Và mình xem lại cái bộ rễ, đưa ba cái thứ này vô. Và một lần nữa tôi nói các bạn, không phải là định kỳ, chưa có định kỳ khoanh của tôi, đây là cái thời gian phục hồi, đúng không? Đưa cái phần nó vô, một tháng một lần, xuyên suốt tới Tết là gì, ngừa. Tôi chỉ phòng ngừa thôi, chứ tôi không biết trị. Thì tôi đã nói các bạn rồi, nếu các bạn trị á, thì thí dụ cây mai vậy nó trị phải không, các bạn phải ghi ngày tháng đây nè, ngày tháng ngày mấy mấy trị cây mai này, rồi hai cây hay ba cây gì đó bệnh trị, rồi đưa thuốc gì, các bạn chia sẻ. Rồi mỗi tuần nửa tháng các bạn chia sẻ lần, chia sẻ lần tới phục hồi. Nhưng các bạn phục hồi được hay không, chết các bạn có đưa lên không? Tại vì chỉ cái xác suất nó có phục hồi được chứ không phải được, nhưng tỷ lệ gì, 1/10 hoặc 20%, 1/20, 1/30. Tôi đã làm rồi, mấy năm rồi, thành ra có những bạn hỏi sao tôi không chia sẻ phục hồi cây mai, tôi phục hồi không được, thì tôi chia sẻ, tôi làm sao chia sẻ, các bạn tốn tiền nhiều cái loại lắm, tôi nói các bạn nhiều cái loại cây mai, nhiều khi nhỏ xíu vậy, mua cái này mua cái kia, các bạn chơi mái nhà mà phục hồi mình cưng, các bạn không phải là nó nhiều quá mà bỏ bê, hay là ít quá là nó tầm thường là mình bỏ, không phải vậy. Dù cây mai đẹp xấu hình dáng, mình nuôi là mình quý. Nhiều cây mai bị lớn vậy, bỏ tiền ra mua thuốc trị. Nhưng mà tôi nói các bạn, cây mai cái tuổi thọ nó rất là cao, ai cũng nhìn nhận cái điều này hết. Nhưng khi nó đã bị bệnh rồi, khó. Nhất là cây mai suy, nó ra lá me vậy nè, các bạn trị đi. Rồi nó cũng ra lá me, nó không chết, nằm đó nó ra. Có những cây nó lỡ nửa phần gốc luôn. Dụ nó lỡ nửa phần gốc, mình chết, mình biết luôn ha. Lỡ cái này, tôi có cây thì đó, năm đó tôi làm á nè, hàng năm vẫn có bông bình thường, nhưng mà cái này cái giá trị nó không còn nữa, thì mình cứ để mình chơi, khó lắm. Một lần nữa tôi kết luận nè, cây mai của mình là cái tuổi thọ rất cao, nhưng khi nó đã bị bệnh rồi thì sao các bạn, vô cùng khó khăn. Khi cây mai nó bị bệnh rồi, nó bị suy rồi, lấy lợi nó khó, nó không chết, nó nằm hoài đó, vậy là mình phục hồi sao? Không phải. Nếu nói là phục hồi thì cây mai phải trở lại bình thường, hoặc là hồi đó 10, bây giờ nó phải là 7. Còn cái này nó 3-4 à, 2-3, nó phục hồi được 2/3 thôi. Nó èo hồi đó, tôi dục biết bao nhiêu nói. Hồi đó bởi vì tôi, khi tôi chia sẻ các bạn á, tôi bỏ làm sao á, tôi nói là gì? À, cái nghĩa địa đó. Tội nhiều lắm các bạn ơi, không phải là vậy đâu. Các bạn còn chụm á, chụm củi, các bạn lo chụm củi, còn tôi để sao á. Mà tại mình giấu, mình đâu dám quay. Nó chết. Luôn nó chết, dữ lắm. Dưới cái số lượng vậy. Và khi tôi đã điều chỉnh y như những chia sẻ các bạn thì giờ, cây mai tôi không thấy chết, nói thiệt các bạn luôn. Chưa thấy chết. Do vậy nên tôi nói các bạn, những cái điều này là tôi nói bằng sự thật. Tôi không dám chia sẻ, bởi vì chia sẻ các bạn tốn tiền mà hết hay không. Đã tôi chuyên nghiệp, tôi không dám nói chuyên nghiệp, những các bạn chuyên nghiệp, các bạn chia sẻ thì thí dụ cây mai, các bạn cứu một cây mai về dỡ lên, một cái rễ nó khô trơn, nó cứu cây mai, thì cái gì? Các bạn sẽ xem nhiều, tôi làm được chứ. Tôi không phải là phê bình, nhưng mà tôi để cây mai lên, tôi để xuống, bỏ thứ này, bỏ thứ kia, xịt này, bao nhiêu ngày, đúng không? Xịt và xịt. Rồi các bạn quên mất, quên lửng luôn, chết dục.
Do đó nên tôi nói các bạn cây mai suy rồi, thôi. Đây là ba cái loại thuốc tôi không có quảng cáo, các bạn cứ bật Google lên. Tác dụng của Rod, tác dụng Humic, tác dụng của Trico Đạt Ma thì các bạn sẽ biết toàn bộ là lo cho bộ rễ, phòng bệnh hơn trị bệnh. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.